Thưa quý vị, tại nhiều địa phương của huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, nhiều hộ nghèo, cận nghèo đã viết đơn xin thoát nghèo, thể hiện một tinh thần, một khát vọng vươn lên, nâng cao chất lượng cuộc sống của chính gia đình mình. Sẽ là một phong trào lớn nếu như tinh thần xin thoát nghèo, nỗ lực vươn lên thoát nghèo một cách bền vững được lan tỏa toàn tỉnh. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại một xã khó khăn nhất của huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Cố gắng vươn lên, tức là mình phải tự vươn lên là chính. Cấp ủy, chính quyền, ủy ban nhân xã đã kịp thời khen thưởng, động viên. Qua đây cũng là tấm gương để cho các hộ gia đình trên địa bàn xã noi theo. Viết đơn xin thoát nghèo, chuyện chưa từng có tiền lệ ở một xã đặc biệt khó khăn như Liên Sơn. 11 hộ gia đình làm đơn gửi ủy ban nhân dân xã xin thoát khỏi hộ nghèo, hộ cận nghèo và thực tế đã 7 hộ thoát nghèo. Tự mình vươn lên là chính. Với suy nghĩ đó, nhiều gia đình ở xã Liên Sơn đang bắt tay vào xây dựng một cuộc sống với một khí thế mới, dù điều kiện còn rất nhiều khó khăn. Ví như gia đình anh Đèo ở thôn Hợp Đường, ngoài công việc làm nông, anh tranh thủ lúc nông nhàn đi làm thợ xây. Sự cần cù chịu khó đã giúp gia đình xây được ngôi nhà cấp 4 kiên cố. Nếu về mình xem trên cái điện thoại, có thể là riêng cái tỉnh Lạng Sơn của mình có thể là lũ lụt là mình không có rồi, đúng không? Nhưng mà cái đấy là điều kiện thì nó thuận lợi hơn các tỉnh khác. Ví dụ về cái vùng cao, vùng Tây Bắc các kiểu, cái đấy là mình nghĩ là nó khó khăn, thực sự nó khó khăn. Đường thì chưa có đường đi, điện thì chưa có điện. Đấy, cho nên là mình phải nghiên cứu, mình phải phân đấu. Trên thực tế, mặc dù đã thoát khỏi hộ nghèo, song tính bền vững chưa cao khi trên địa bàn chưa có những mô hình sản xuất tập trung, mang tính hàng hóa, đem lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân, nhất là những hộ vừa mới thoát nghèo. Tuy nhiên, tinh thần xin thoát nghèo đang được lan tỏa rộng rãi, tác động đến tư duy cũng như tạo ra động lực để những hộ nghèo vươn lên. Có thể là 1-2 năm nữa thì mình cũng phải thoát ra khỏi hộ nghèo, bởi vì mình còn sức trẻ, hai vợ chồng còn trẻ, phấn đấu. Trong xã thì còn nhiều hộ khó khăn hơn mình. Sẽ là một phong trào lớn nếu như tinh thần xin thoát nghèo